Cơn bão số 6 Nagri đi qua các tỉnh Nam Trung Bộ đã gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương. Trong khi con số cụ thể về mức độ thiệt hại chưa được thống kê, một đoạn clip ghi lại cảnh cần chụp xây dựng công trình chung cư 32 ở Quy Nhơn què tít trong cơn bão số 6 khiến cho người dân hoảng sợ. Theo quan sát, thanh ngang của cần chụp dài khoảng 30 mét quay liên tục theo từng đợt gió mạnh dù bão số 6 vẫn chưa đổ bộ. Đây là cần chụp xây dựng tại dự án chung cư cao tầng Hồ Sinh Thái Đầm Đống Đa, tên thương mại Phu Tài Residence, Quy Nhơn. Do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bất động sản Phú Tài, đơn vị thành viên của công ty cổ phần Phú Tài làm chủ đầu tư. Bên dưới, các phương tiện giao thông qua khu vực đường Lê Đức Thọ, Lưu Hữu Phước, Đặng Văn Ngữ, phường Hải Cảng tỏ ra vô cùng sợ hãi khi chứng kiến sự việc. Anh Nguyễn Hải Hiếu, người dân Quy Nhơn cho biết, anh và nhiều người tham gia giao thông vô cùng sợ hãi khi chứng kiến thanh ngang cần chụp xây dựng quay vòng vòng trên trời. Theo anh Hiếu, bão chưa đổ bộ nhưng cần chụp này đã quay với tốc độ cao thì khi bão vào sẽ rất nguy hiểm. Tôi rất sợ nên không dám đi qua đường bên dưới mà phải đi vòng lại. Họ quá coi thường tính mạng và sự an toàn của người khác, anh Hiếu bức xúc. Về sự việc này, ông Trần Viết Bảo, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết, thời điểm này không thể hạ cần chụp. Nói chung về tất cả các cầu tháp thì phải thả quay tự do chứ không neo được. Mình không biết hướng gió thế nào nên neo lại sẽ nguy hiểm hơn. Trong kỹ thuật cho phép những trường hợp như thế được thả tự do, ông Bảo cho biết. Theo ông Bảo, dự án trên có chiều cao 32 tầng và đang tiến hành xây dựng. Trước khi bão số 6 đổ bộ, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi đến tất cả các công trình yêu cầu hạ tải. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần Phú Tài lại không chấp thuận thực hiện.